Hello. Xin chào tất cả các bạn đã đến với clip tiếp theo của mình. À, bữa nay ngày ăn ngày gặp ăn thương các bạn ơi, nên mình với Nguyễn Dương Lắc có làm tổ chiên để ăn bậy bạ để bồn các bạn ơi. Mời tất cả các bạn cùng ăn chung với anh em cho mình nha. Đây ngày gặp ăn thương 12-13 ăn khoảng 14-15 nó diễn ra. Nóng hỏi luôn, vừa nóng vừa hỏi vừa ăn luôn. Mời tất cả các bạn ăn tẩu chiên giòn nha các bạn. Nóng lắm. Ba đi, tôi dẫn. Ủa rồi. Ngon. Mời tất cả các bạn nha. Rồi, bạn nha. Ăn cái gì mình cười. Trời ơi. Đậu. Ăn nha. Mở bạn nha. Đau. Bạn ra. Muốn gạo bạn rồi, đậu gầm. Ngồi không có chạy xuống ngồi luôn, nước không à, để mưa á, trời ơi, tóc tóc dài. Bạn à. Ngon bên. Ngon. Ngon làm sao? Giòn giòn, cay cay. Béo béo. Ăn từ hoài vậy. Đây là gầm ăn hủ rồi gầm 12-13. Ăn là hủ ăn chay là hủ. Ông
Còn mấy thầy em đổ một cái mặn thôi, chẳng giờ đang tiếp tục đây. Đây tất cả bạn nha. Ngon đấy. Ngon. Các bạn ạ. Bây giờ là tôi có một cái trò chơi. Trò chơi là nói theo người ta. Tôi đưa ông đi chơi tới đâu, tôi nói chào là ông phải nói y gan vậy. Nếu ông thắng là mới ông nói đúng giống y gan tôi thì là thắng, hiểu không? Tôi nói chào là ông nói phải y gan vậy. Rồi rồi. Được chưa? Rồi. Lắc trước nha. Chuẩn bị nha. 1 4 2 3 3 3 4 5 5 6 6 7 3 Và muốn nói chuẩn bị gian nha. Mà tôi âm hiểm nói câu khác, đúng không? Chuẩn bị tinh thần chưa? Rồi. Hello. Hello. Ajinomoto. Ajinomoto. Robot. Robot. À. Tàu hủ. Tàu hủ. Muối tiêu. Tiêu môi. Không phải nói giống. Quên quên á. Cây tâm. Cây tâm. Trái banh. Trái banh. Trái nhà. Trái nhà. À, trái cà. Trái cà. À, hộp dịch giữa. Hộp dịch giữa. Hộp dịch giữa. Hộp dịch giữa thôi không? Thôi ông phải nói giống vậy đó mà. Mới hăng hiểu không? Thôi nghỉ ra chơi rồi. Hiểu không? Nghĩ hiểu rồi. Chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Đậu nhanh chơi trò chơi đâu, ăn uống gì mà nặng nặng cho tao chơi ướt mình chơi vậy. Lần sau đụng tao quyết trả thù lại đó. Phải không? Tao không? Tao nghĩ tắt trả thù rồi đó. À, ok các bạn ơi, clip của mình tới đây đã kết thúc.